Mức độ lãng phí năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Việt Nam được đánh giá còn cao. Theo tính toán sơ bộ, lĩnh vực công nghiệp chiếm 47% tỷ trọng tiêu thụ năng lượng hàng năm và tiềm năng tiết kiệm năng lượng được đánh giá vào khoảng 20–30%. Công nghiệp hiện đang là ngành kinh tế tiêu thụ năng lượng cũng như điện lớn nhất. Điều này sẽ tiếp diễn trong nhiều năm tới khi Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa. Có thể nói, sự gia tăng năng lượng sử dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp là mối lo lắng của các nhà làm chính sách Việt Nam. Đã có rất nhiều chương trình và dự án về hiệu suất năng lượng công nghiệp được Bộ Công Thương thực hiện trong một thời gian dài với sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc UNIDO, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA, Ngân hàng Thế giới World Bank, Chính phủ Đan Mạch. Những năm gần đây, nhiều giải pháp về tiết kiệm năng lượng, trong đó ưu tiên thực hiện các giải pháp đầu tư đổi mới công nghệ để cải thiện chế độ sử dụng năng lượng và giảm suất tiêu hao năng lượng trên đơn vị sản phẩm được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng được áp dụng tại các cơ sở sử dụng năng lượng đã có hiệu quả rất lớn, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Điểm sáng trong lĩnh vực công nghiệp về vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một số doanh nghiệp thuộc các ngành nghề tiêu tốn năng lượng như thép, xi măng, sản xuất chế tạo đã chủ động hướng đi đầu tư tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh.